Việt Nam sẽ cử vận động viên dự giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023. Theo thông tin ythethao.vn ghi nhận, Việt Nam sẽ cử một số thành viên thuộc đội tuyển trẻ quốc gia tham dự giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023 vào cuối năm nay. Theo kế hoạch ban đầu, tuyển boxing Việt Nam dự kiến cử 8 võ sĩ thuộc đội tuyển trẻ tham dự giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023 vào tháng 7. Tuy nhiên, giải đấu này sau đó phải hoãn do sự cố liên quan đến việc Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, tức quyền tổ chức Olympic Boxing của Hiệp hội Boxing Quốc tế IBA. Trong thông báo mới nhất của Liên đoàn Boxing Châu Á AFBC, giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023 được lùi về cuối tháng 10, đầu tháng 11 2023. Địa điểm diễn ra giải đấu là thành phố Astana, Kazakhstan. Giải đấu bao gồm hai nhóm tuổi từ 15 đến 16 và 17 đến 18 dành cho các võ sĩ nam và nữ. Với việc giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023 vẫn diễn ra, Việt Nam có thể cử vận động viên dự giải. Trên cơ sở những vận động viên đạt thành tích tốt nhất tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2023 vừa qua, Cục Thể dục Thể thao đã có văn bản gửi các địa phương về danh sách triệu tập bổ sung một số vận động viên lên đội tuyển boxing trẻ quốc gia. Dưới đây là danh sách các võ sĩ thuộc đội tuyển boxing trẻ quốc gia có thể tham dự giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023 theo thông tin ythethao.vn ghi nhận. 8 vận động viên đang thuộc đội tuyển trẻ quốc gia: Đặng Bảo Ngọc, hạng cân 48kg nữ, lứa tuổi 15 đến 16; Trần Thanh Tuyền, hạng cân 75kg nữ, lứa tuổi 15 đến 16, thuộc đơn vị Cần Thơ; Lục Thảo Thanh, hạng cân 50kg, lứa tuổi 15 đến 16; Sông Thị Kim Ngân, hạng cân 50kg, lứa tuổi 17 đến 18; Phạm Đăng Lưu, hạng 80kg nam, lứa tuổi 17 đến 18, thuộc đơn vị Lào Cai; Quang Thị Nhung, hạng cân 54kg, lứa tuổi 17 đến 18; Lương Ánh Tuyết, hạng cân 60kg nữ, lứa tuổi 17 đến 18, thuộc đơn vị Sơn La; Trần Thị Trúc Hân, hạng cân 57kg nữ, lứa tuổi 17 đến 18, thuộc đơn vị Tiền Giang. 7 vận động viên được triệu tập bổ sung lên đội tuyển trẻ gồm Vũ Thị Thơm của Thái Bình, Nguyễn Thị Khánh Linh của Thái Bình, Nguyễn Thị Hồng Yến của Cần Thơ, Nguyễn Thị Muội của Cần Thơ, Nguyễn Hồng Hải Băng của Quảng Ngãi, Vòng Thị Thanh Thủy của Thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thị Ngọc Phụng của Đồng Tháp.